Nơi mình đi biển, đi tắm biển rồi gia đình mình ngồi đây cũng đông đi, nhiều quay biển cũng mọi người chiêm ngưỡng này là cũng người ở biển rồi. Cảnh biển này có xe đồ mùa hè xe đồ nhiều lắm. Biển rất đông, biển Bình Thuận này nha, rất đông nha. Mình đây quay review rồi cảnh biển rồi lâu không rồi. Bên kia nhà khách sạn này. Bên này là cái nhà khách sạn của Sơn Long Thuận này. Lớn cao ở biển á, bông giấy đẹp không? Xa ra ngoài kia là chuẩn bị mình đi ra biển. Mùa mùa hè ở Ninh Thuận này nóng nực á, người ta đi tắm biển luôn nhiều rất đông. Nhìn xa ra ngoài biển kia người rất nhiều nha. Biển Ninh Thuận mấy cái dương này, mấy cái dương này. Biển là mấy cái dương này ở đây ở khu hết. Xa ra kia tàu ghe rồi nó hoạt động ngoài kia nên cháo rồi đó. Bảo nó xuống tắm đây. Bãi biển Bình Sơn Ninh Thuận mình review cho mọi người chiêm ngưỡng biển. Mùa này nó mùa hè này nóng nóng nực, người ta thường ra tắm mùa này rất đông. Nhìn xa ra kìa, giờ mình đi ra đầu ngoài mọi người rất đông, đông đông đi tắm rất rất nhiều. Điểm Ninh Thuận này mùa thì Ninh Thuận là xứ nóng, mà nóng là gió thử biển mùa hè này nó đông lắm. Thử Ninh Thuận là ai mà tới giờ Ninh Thuận mà tắm biển đồ là mùa hè nha, chứ mà mấy mùa kia thì cũng tắm được nhưng mà gió sóng nó lớn. Ở đây sóng nó nhỏ, mùa sóng nó nhỏ, nó không có lớn. Cảnh biển rất đông, nhiều nhiều du khách rồi nó tắm nghỉ dưỡng thì đó thử rất đông. Biển là rất đông nha. Bên kia là khách sạn đó, nhà cao quá. Đúng rồi, kia là tàu rồi nó đánh cá nó.
ghe tàu để đánh cá thôi. Mùa hè này ta tắm rất nhiều. Thấy mình đi quay được cái đồ trong kia nó có một cái tàu đánh cá rồi, cái tàu rồi biển này dọc dài luôn. Ngoài kia có một mớ ghe, ở bên kia cũng có một mớ ghe. Sóng biển này bữa nay thì nó cũng nhỏ à. Mình đi xuống biển này, nó cũng nhỏ, thử mình đi quay review rồi cho mọi người chim gớm. Ngoài kia là một mớ tàu ghi rồi, ta đánh cá giờ ta nghỉ dưỡng rồi đó, nghỉ rồi đó, chờ ta thấy xa nữa gần gần đây ta nuôi tôm cua đồ ghẻ đồ á. Bãi biển rất rộng, người tắm thì đông lắm. Lúc xa qua kia có một bãi biển, hình như là bãi biển của Ninh Thuận đó, rất nhiều người xuống là cát không à. Cát nè, cát không chứ không có đá nha, bãi biển này là cát không à. Cát trắng nè, nó gồm gồm sóng nè, cho nó không có đá, tùy theo chỗ nó mới có đá. Chứ dùng biển tắm này thì chỉ cát không. Cát không, sóng biển nó lớn mà. Lúc này kia là một cái ngọn núi ở ngoài đó, ngọn núi đó là đường đá xuống Vĩnh Hy rồi. Ở xa đây mình giờ mình cũng thấy cái chùa mà xa quá mà mình không có thể nào mình quay hết được. Rất đông người nha. Thì biển Thuận này thì rất nhiều người du khách đồ tắm ở Đà Lạt đồ, người ta cũng thường xuống ta tắm đồ ở đây. Ở Đà Lạt đồ xuống đây gần đó, trăm mấy chục cây số người ta xuống ta tắm. Ta nghỉ rồi nè, vô nằm ghế đồ người ta chơi rất thú vị, những cái chòi điểm du lịch của Ninh Thuận, bãi tắm ở tỉnh Ninh Thuận. Muốn gì vô tắm bữa rồi mệt mỏi vô đây nằm nghỉ rồi ta. Mặt dưới này là biển. Trên này thì khách sạn, nhà nghỉ rồi ở biển. Quay review rồi cho mọi người ở xa rồi giờ Ninh Thuận rồi mình có thích giờ Ninh Thuận rồi tắm biển rồi mình giờ mình tắm biển rồi cho vui. Mát mùa hè, rất mát mẻ. Những cọc đá này là nó để nó ngồi nè, ngồi đồ cho nó thoải mái nè. Rất mình quay qua phong cảnh đồ ở biển đồ cho mọi người chim bướm này, những cây dương nha, những cây này là cây dương nè. Dương nó rất chịu bãi biển này, cũng là cây dương này, dương nhỏ này nha.
hành lang này là lang bờ biển, nó bên hàng dương, những cây này là những cây dương nè, cây dương là sao người ta cũng chưa cắt tỉa. Nhìn vừa thấy cảnh biển đẹp không? Cảnh biển rất là tuyệt vời. Mùa hè tới nghỉ mát đồ ở đây là tuyệt vời. Đây là khách sạn. Khách sạn đồ nó nằm ở đây. Ở đây là khách sạn đồ mà giống mà muốn nghỉ dưỡng đồ ở lại đồ người ta ở đây. Nó có đường đi ra đồ biển đây, đồ tắm biển này rất sạch, có người dọn dẹp rác đồ không có bỏ lung tung. Nhìn là rất đẹp tuyệt vời. Mọi người cứ theo kênh mình rồi ủng hộ cho mình, rồi mình đi quay nhiều cái phong cảnh đẹp cho mọi người chiêm ngưỡng. Đi dọc theo bờ biển ngoài này thì nó vắng người hơn, tại vì ngoài này là đuôi biển mà. Nó mặt phía bên kia thì người nó nhiều, nãy mình quay người nó nhiều, bên này là cái hướng của khách sạn đồ nó đi xuống. Mình thử ngoài này nó ít người hơn. Quay cho hết mọi người theo và ủng hộ cho mình. Mặt đi ngoài đó biển á, có anh chàng chiều ghê, chiều ghê kìa, nó chiều thúng á, chiều thúng đi thăm mấy cái lồng người ta nuôi hào, nuôi tôm đồ vậy đó. Mấy thằng nhỏ đùa tắm rồi đó, nó đã banh đồ chơi rồi đó. Những đồ cát này nhìn nó tự nhiên, nó rất đẹp và tuyệt vời. Mình đi quay hết cho cái biển Ninh Thuận cho mọi người chiêm ngưỡng. Còn biển Ninh Chữ thì nó nằm ngoài kia. Này bãi biển Bình Sơn Ninh Thuận. Mình đi tắm đồ xuống này là rất sạch sẽ, nó không có ấy. Trên này thì cát nó động. Mình quay bên này là hết à. Mọi người giờ mà thấy cảnh biển ở Ninh Thuận rất là mát mẻ nha, rộng rãi, cát rồi trắng xóa nè, không có một cái gì mà ấy hết. Một ngày nào ta cũng đi vệ sinh đồ dọn dẹp hết. Thành thử cái bãi biển này nó rất sạch, trong kia đông người hồi nãy mình ở trong đó mình quay ra, quay trong đó bây giờ mình ra ngoài đường quay hết cho mọi người chiêm ngưỡng. Những tòa nhà này, tòa nhà khách sạn này, khách sạn của Sơn Long Thuận đó. Nó sau này ai muốn ở thì ở không đó, ở xa đùa vô đó đặt phòng đùa ở không đó. Vẻ đẹp của một bãi biển ở tỉnh mình Ninh Thuận, mùa hè thì tắm ở đây là mát rồi, rất mát rồi, không có nóng nực nữa. Vô mùa hè là hầu hết du khách ở đây người ta giờ đây người ta tắm rất là đông. Ở đây quay nhìn thấy là hàng dương đồ mát mẻ không, hàng dương đồ mát mẻ không. Bên kia là sơn, bên kia là khách sạn kìa.
quá trời người, người như kiến, người rất đông như kiến vậy. Người lông đen như ủ kiến nha, quá trời ơi, người luôn à. Thì bây giờ cho mọi người chiêm ngưỡng về vẻ đẹp của tỉnh Ninh Thuận mình. Nhà có tiền rồi. Tìm mấy nhỏ đổ chạy chạy vô tìm nó thì nó đổ bằng lái á. Một cái thuyền nó làm điều khiển ở đây người ta cũng thả diều rồi nè, gió bữa này cũng nhỏ người ta thả diều rồi chơi, mình muốn thích thả diều diều rồi ta cũng thả nè. Ở Ninh Thuận mình mà mùa này thả diều thì tuyệt vời rồi. Rất đông, quá trời người luôn. Bữa ở trên kia xe rồi phải không, quá trời xe luôn, người rất nhiều. Dây đổ dây nó đổ dây nhỏ đổ chạy ngoài biển đồ cho đó. Ghê đổ á. Hôm nay chết nữa. Chiều càng đông người, biển càng rất đông. À,
giờ chiều rất đông người nè. Kiếm vậy. Bãi biển này đâu có khu bãi biển nào đâu. Ở Ninh Thuận mình bãi biển này vô mùa này rất nhiều, ngoài bãi biển ở ngoài xa kia cũng cũng có một biển ở xa ngoài kia người rơi gớm à. Bãi biển Ninh Thuận này như chữ cờ á, nó vòng cung như chữ cờ á, thành thử nó rất là đông du khách tới mà lại sóng đồ nó không có bự lớn đồ, nó sóng nó vừa phải đủ cho người ta tắm hơn. Như tới mùa tháng 10, tháng 9, tháng 10 đồ sóng đồ nó mới lớn, vô mùa mưa sóng đồ nó mới lớn chứ mùa hè này sóng rất dịu. Rất nhiều thành tử nhiều du khách người ta rất thích cái bãi biển Ninh Thuận tắm đùa nó thoải mái. Giờ mình di chuyển mình chơi giờ còn đông đen rồi, bây giờ mình giờ chiều nó xe đông quá. Bây giờ ta đi dời á, sớm giờ tắm rồi quay biển xong rồi bây giờ dời rất đông. Cảnh xe cổ đồ bãi biển đồ quá trời xe ha. Cảm ơn mọi người theo dõi và ủng hộ kênh mình nha, để cho mình có động lực mình đi quay đồ.